Tiếp nối chương trình ngày hôm nay với một số thông tin quốc tế đáng chú ý, New Bilis là một trong những nhà tù lớn nhất thế giới nhưng cũng là nơi nổi tiếng vì thiếu nguồn lực quản lý và quá đông phạm nhân. Khi mà giới chức đột kích New Bilis, nhà tù lớn nhất Philippines, thì họ phát hiện ra thứ kỳ lạ từ vũ khí sát thương cho tới ngựa hay là gà trọi, thậm chí là cả bể sục. Các nhà tù ở Philippines từ lâu nổi tiếng với nhiều bất cập. Chỉ vào tháng trước thì giới chức đã bắt tới 4 người Nhật với cáo buộc là điều hành đường dây lừa đảo tại Nhật Bản từ ngay bên trong cơ sở giam giữ người nhập cư trái phép ở Philippines. giới chức kiểm tra cơ sở này phát hiện điện thoại, laptop, bộ định tuyến và tiền mặt mà các nghi phạm sử dụng để thực hiện hoạt động lừa đảo thì xuất phát từ trong buồng giam. Trong một vụ khám xét nhà tù năm 2014, giới chức phát hiện biệt thự được xây riêng cho một số phạm nhân trong ngay khuôn viên nhà tù, nơi có bể sục, tivi, quầy bar thoát y, đồ chơi tình dục và cả ma túy tại nhà tù New Bilibit thì một chùm tội phạm bị phát hiện xây phòng thu âm riêng của mình trong biệt thự. Nơi ông ta dành thời gian để thu âm các bản tình ca, thậm chí là phát hành album bán được 15.000 bản. Nhà tù này thì có sức chứa là 6.000 người nhưng mà đang giam giữ khoảng 29.000 phạm nhân. Tù nhân được phép nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài như là thuốc men, thực phẩm, quần áo, tiền mặt trị giá khoảng 40 đô la Mỹ mỗi lần cho người vào thập.